loại nước giải khát nào có chứa canxi và sắt? Đáp án: cà phê. Chữ Ca bằng canxi, chữ Fe bằng sắt. Điều gì luôn đến nhưng không bao giờ đến? Đáp án là ngày mai. Chơi môn thể thao gì càng thắng càng thua? Đáp án: môn đua xe đạp. Năm ông cùng ở một nhà, tình huynh nghĩa đệ vào gia thuận hòa. Bốn ông tuổi đã lên ba, một ông đã già lại mới lên hai, là cái gì? Đáp án là năm ngón tay. Bức tranh nào Mona Lisa? Người đẹp này không có gì. Đáp án: không có chân mày.